Thông tin tiểu sử diễn viên Quý Bình Lê Quý Bình sinh ngày 17 tháng 11 năm 1983 tại thành phố Hồ Chí Minh. Lớn lên ở vùng đất 18 thôn vườn trầu của xứ Hóc Môn. Trong một gia đình có 9 anh chị em, Quý Bình là con trai thứ 8, nên thường được ba má gọi yêu là thằng 8 được một nickname do bà ngoại anh đặt cho các anh chị em của quý bình mỗi người một nghề nhưng không ai theo nghệ thuật chỉ có cậu tám quý bình là đã sớm bộc lộ những năng khiếu nghệ thuật từ khi còn bé được sinh ra ở nông thôn sống cạnh những người nông dân ba má anh bản thân cũng là nông dân nên anh rất trân trọng rất yêu hình ảnh người nông dân trong mắt quý bình hình ảnh người nông dân bao giờ cũng đẹp, cũng lương thiện và trong sáng. Môi trường sống đó đã tạo cho quý bình tính cách giản dị, hồn hậu và ít ồn ào. Dù giờ Quý Bình đã trở thành nghệ sĩ có chút tên tuổi, Quý Bình từng đoạt giải nhất đơn ca rồi giải nhất nam sinh thanh lịch 18 thôn vườn trầu khi còn ngồi trên ghế nhà trường năm 2001 vừa tốt nghiệp trung học phổ thông lê quý bình bước vào môi trường quân đội một năm trong quân ngũ chẳng những không làm anh quên đi mà trái lại khát khao được trở thành diễn viên trong anh ngày càng cháy bỏng được đơn vị cho phép bình mạnh dạn nộp đơn dự thi vào trường to đẳng sân khấu điện ảnh cả năm học đầu tiên anh là sinh viên duy nhất trong trường khoác áo lính suốt 3 năm theo học, khi các bạn cùng lớp tranh thủ chạy sâu, Bình vẫn lặng lẽ ban ngày đến lớp, tối tự cho rồi kiến thức văn học, âm nhạc, điện ảnh, sân khấu để bổ sung cho nghề nghiệp sau này. Nhiều người nói Quý Bình là một gã may mắn, trong khi nhiều diễn viên khác phải cháy chật tìm cơ hội để nổi tiếng trong khi nhiều sinh viên mới ra trường phải tìm mọi cách góp mặt trong những bộ phim với những vai diễn phụ thì quý bình lại may mắn được giao ngay vai khải trong bộ phim nữ bác sĩ vì thấy bình có ngoài hình sáng nhưng mộc mạc quê quê phù hợp với vai một bác sĩ tình nguyện ở một vùng quê như củ chi quý bình đã gây xúc động trong bộ phim này khi rất nhập vai vào nhân vật Khải một chàng trai có số phận bất hạnh nhưng sống giàu tình cảm và nghị lực. Năm 2008, sau khi vừa hoàn thành vai diễn trong phim truyện tình công ty quảng cáo, Quý Bình đọc báo thấy có thông tin một đạo diện người Mỹ đến Việt Nam thực hiện một tác phẩm điện. Ảnh về chiến tranh Việt Nam dựa theo tác phẩm của nhà văn Bảo Ninh bộ phim được ba nước mỹ anh pháp hợp tác thực hiện trên báo có thông báo tuyển diễn viên vào vai một anh lính nên quý bình đăng ký và cũng nuôi hy vọng được chọn quý bình được mời đi casting thời gian casting đó mất một tháng và mỗi một lần casting rất căng thẳng đạo diễn hỏi suốt một buổi sau đó phát cho cuốn sách về đọc hôm sau lên hỏi tiếp họ phải điều tra rất kỹ nguồn gốc gia đình ba mẹ anh chị em của diễn viên tham gia casting sau rất nhiều vòng casting cuối cùng quý bình được chọn đóng vai nam chính cho bộ phim ôn sơ đạo diễn cũng đi chọn cảnh từ bắc tới nam hết rồi đến ngày bay ra hà nội để tập huấn vì vai nam chính là người bắc nên họ muốn quý bình ra ngoài bắc tập huấn và nói được giọng bắc nhưng chuẩn bị lên đường thì quý bình nhận được thông tin là bộ phim phải ngưng không thực hiện nữa sau so chuyện tình công ty quảng cáo quý bình từ chối tất cả lời mời đóng phim để tập trung vào phim này vì anh nghĩ đây là điều quan trọng cho sự nghiệp nghệ thuật của anh một diễn viên Việt Nam không dễ có cơ hội được làm việc với đạo diễn Hollywood như vậy. Vì thế khi đang tập trung hết trí lực cho bộ phim, gia đình cũng phấn khởi thì cuối cùng lại nhận tin như thế khiến Quý Bình nản trí và thất vọng vô. Cùng, sự nghiệp của anh cũng chững lại. Gia đình có lúc đã khuyên Quý Bình nên quay lại con đường quân ngũ. Từ bỏ con đường nghệ thuật nữa. Năm 2009, anh tham gia một vở kịch của sân khấu 5B. Vở kịch Hào quang bóng tối và tỏ ra rất có duyên với sân khấu kịch khi ngay lần đầu ra mắt đã giành được huy chương vào trong liên hoan sân khấu thử nghiệm tại Hà Nội. Tính đến nay, Quý Bình đã bỏ túi khá nhiều vai diễn hay trong những bộ phim có tiếng như Hoài Biệt, Cá Dô Anh Yêu Em, Chuyện Tình Công Ty Quảng Cáo. Dù gió có thổi và là một diễn viên kịch được yêu mến ở sân khấu kịch 5B, Bình còn tham gia làm MC và đang ấp ủ những kế hoạch lấn sân sang ca hát. Năm 2011, anh đoạt giải nghệ sĩ được yêu thích nhất trên kênh truyền hình HTV. Cuối năm 2011, Quý Bình khiến nhiều người bất ngờ khi ra một album nhạc tập hợp những ca khúc ngày xuân, lá thư, ngày Tết, như một món quà nho nhỏ tặng ba má, bạn bè và những người hâm mộ Quý Bình. Năm 2012 không chỉ đánh dấu bước ngoặt về diễn xuất của Quý Bình khi chạm ngõ điện ảnh với đam mê của đạo diễn phi tiến sơn và đường đua của đạo diễn trẻ khắc huy mà dường như đó còn là sự khao khát vươn tầm một nghệ sĩ đa năng khi anh chính thức bước vào con đường ca hát